cả nhà, chào mừng cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Em mời cả nhà cùng săn sale với kênh của em cả nhà nha. Video ngày hôm nay thì em sẽ lên em sale một số mặt bông. Đầu tiên là em sẽ sale những cái cây Đài Loan trước. Sau rồi mình chọn được, em chọn được cây nào thì em sẽ sale cây đó cho cả nhà mình cùng sưu tầm nha. Mời cả nhà mình cùng xem hết video, xem thử coi mình có tầm được một cái cây lan đẹp nào không cả nhà nha. Hàng sale là hàng rất là đẹp luôn, rất là VIP luôn, chứ không phải những cái mặt hàng bỏ đi nha. Riêng em ý không phải hàng bỏ đi mới sale nha cả nhà. Đầu video em có một cái cây đài của Đài Loan rất là đẹp luôn. Thật sự, nói về mà cây Đài Loan, cái cây mà vàng lưỡi đỏ cánh cá tiên, cái cây đầu tiên mà đỉnh nhất trong cái dòng Đài Loan là em sẽ đem ra em sale cho cả nhà luôn nha, cây đỉnh nhất luôn. Em có một cây A114 như thế này. Hiện tại thì cái chậu A114 này nó đang đi 6 lá kèm một măng. Cái này cả nhà trồng tầm 1 tháng, 2 tháng nữa thì cả nhà sẽ được 7 lá. Và cả nhà biết sao? Tại sao em lại gọi đây là những cây xưa? Em sẽ cho cả nhà quan sát kỹ. Anh chị nào mà không tin á, anh chị nào mà lỡ có chốt cái chậu A114 này, anh chị mình về, anh chị mình xem kỹ lại cái mắt giùm em. Mỗi cây A114 nó sẽ có tầm 3-4 mắt. Và riêng cái cây A114 này thì cái mắt gạo thôi cả nhà. Cả nhà sẽ khai thác rất là ok. Em đưa xa xa vậy thôi, em chỉ cần đưa xa xa vậy thôi là cái mà đập vô mắt cả nhà đầu tiên chắc cú là cái bộ mắt của nó. Bởi vì sao? Đây là một cái dòng cây rất là khỏe, rất là to và có khả năng khai thác cực kỳ ok nha cả nhà. Cây gì chứ cây A114 này, cây 165 cũng là cây xưa. Nhưng mà thật sự mà chia sẻ thật với cả nhà luôn, em bán và theo em kinh nghiệm của em bán bao lâu nay thì em có một cái nhận xét như thế này, không biết đúng hay không nha. Cái cây 165 rất là đẹp, nhưng mà so với mắt mũi thì nó vẫn thua cái cây A114 này. Nhưng mà nói so về cái tia thì nó vẫn thua A114 này. Cái đó là cái quan điểm của em thôi. Còn em biết là mỗi người sẽ có một cái nhận định và mỗi người sẽ có một cái nhận xét khác nhau, đúng không cả nhà? A114 này em sale nguyên một chậu 6 lá kèm một măng như thế này cho cả nhà cùng sưu tầm. 500.000 em bao ship cả nhà nha. 500.000 em bao ship. Đây nè, em dơ xa xa là cả nhà, cái đầu tiên cả nhà sẽ thấy là cái riêng cây này, cái đầu tiên cả nhà sẽ thấy là mắt nó lũ khổ luôn nè. 500.000 em bao ship, mời cả nhà lên đơn. Tiếp theo em có một cái cây xưa rất là xưa luôn, size giảm fancy. Chậu này hiện tại đang đi hai hướng. Em sale cho cả nhà là 400.000. Anh chị mình thích sưu tầm cái chậu size giảm fancy này thì anh chị mình chốt giùm em nha. Cây này rất là xuyên bông, lên thân nào là mèo thân đó nha cả nhà. Nhưng mà do vườn em bữa giờ là bị rợp nè cả nhà. Ở đằng sau em là có hai cây giáng hương nó rất là bự. Em nữa ngửa lên cho cả nhà xem. Có hai cây giáng hương nó rất là bự nè cả nhà thấy không? Đó. Thì đợt trước á tính bán nhưng mà tiếc không có bán cả nhà. Thì ý là mình chỉ rong những cái tàn thôi, mình vẫn chưa lại cái gốc để sau này mà để nó nuôi gốc, sau này mình lấy gỗ mình làm gì thì mình làm. Nó rất là bự rồi, rất là bự rồi á cả nhà. Nhưng mà nhiều người hỏi mua nhưng mà mình tiếc mình không có bán. Nói chung là bán thì bao nhiêu cũng hết, nhưng mà hai cái cây này nó lâu lắm rồi và hiện tại bây giờ chưa có ai rong cành giùm em, cho nên là cái tàn nó bị rợp qua vườn lan rồi cả nhà. Những cái chậu này em treo gần đó nè, cho nên là có em nghĩ là nó không có đủ nắng, cho nên là mèo nó sẽ không có đậu cả nhà. Cái chậu này em chia sẻ cho cả nhà, vườn anh chị nào có nắng thì lấy về là sẽ có hoa ngắm liền luôn cả nhà nha. Cây này em chia sẻ cho cả nhà là 400.000 em bao ship, mời cả nhà mình cùng lên đơn. Rồi. Đâu rồi, hàng đẹp của em đâu rồi? Đây. Mới bấm cho cả nhà được một cái hướng này nè cả nhà, rất là đẹp luôn. Hướng này cực kỳ đẹp luôn cả nhà nha. Em có một hướng B4. B4 nha cả nhà. Thiệt nè. Em nói với cả nhà mấy cái con này nè cả nhà, em mới bỏ cái bông ra tức thì luôn mà nó bu vô. Cái bông nào càng thơm là nó càng bu. Cả nhà có cách nào mà trị mấy con đó, cả nhà chỉ em với cả nhà. Em có một cái hướng B4 đang bông như thế này. Cây này bông rất là to luôn. Và cây này là nguồn gốc của em. Và hôm nay em thấy khách nở đẹp quá thì em có chia lại được một hướng hai lá đang bông. Anh chị nào mà thấy màu đẹp bắt mắt thì anh chị mình có thể. Cây này thì hiện tại nó về em là ngày hôm kia, nhưng mà hôm qua em tính làm video, nhưng mà cả nhà biết sao không? Hôm qua em đã chuẩn bị rất là nhiều cây và em bỏ lại nó, bỏ sót lại nó. Và tổng cộng cái hướng này cắt là đã được tầm 4 tầm. Coi, anh đó ảnh cắt, anh gửi tới em là 3 ngày ở nhà em để 2 ngày, 5 ngày. Hoa một khi cắt ra khỏi chậu 5 ngày rồi mà màu còn sực sỡ như thế này. Em có một hướng B4 này chia sẻ cho cả nhà. Hướng này em chia sẻ 1 triệu nha cả nhà. Trời ơi, trừ không có nắng mà nó xuất sắc u chu cha. Cái lưỡi nè cả nhà thấy không? Cái gân lưỡi nè. Wow, quá đã luôn cả nhà ơi. Anh chị nào mà thích những cái cây thơm á, cả nhà thấy rồi đó.
Như mấy cái con bọ hồi nãy em hay nói với cả nhà là cái bông nào nó thơm nhất là nó sẽ bu đầu tiên. Em mới đem ra đây thôi cả nhà, mà nó bu vô đó là cả nhà biết cái cây này nó thơm cỡ nào. Hoa này là hoa đã cắt xuống chậu 5 ngày rồi nha cả nhà, còn mới nở nó rất là đẹp. Mới nở em ghim lên đây cho cả nhà xem. Hình này là khách chụp ban đêm chứ không phải chụp ban ngày. Thật sự nếu mà chụp bữa đó là ảnh úp ban đêm lên là em dứt liền cả nhà, em hỏi em chia lại liền. Đó. Thầy hoa này mà chụp ban ngày nữa thì em không biết cái độ đẹp và cái độ nét của nó là sao nữa cả nhà. Đây, trời không nắng mà nó còn ra cái màu cam và cái lưỡi nó còn ra màu như thế này nè cả nhà. Khó tìm được cây B4 nào có màu sặc sỡ như thế này lắm cả nhà nha. Hướng B4 này em chia sẻ với cả nhà 1 triệu em bao ship. Mời cả nhà lên đơn. Trời ơi, đúng là mùi thơm của cái hoa, hoa thật nó khác cả nhà. Trời ơi, nó thơm. Anh chị nào lấy hướng này về khui thùng từ từ giùm em nha. Khui ra là mùi thơm nó sọc ra là xỉu luôn. Rất là thơm cả nhà ơi. B4 chốt nhanh giùm em nha. Treo lên đây nè. Treo lên đây thì treo chứ mấy con kia nó bu nó ăn đó cả nhà ơi. Ví dụ như mà em gửi về cả nhà cái hoa nó bị lủng lủng lỗ lỗ là cả nhà biết rồi nha. Em lên một cây này nữa và tí nữa em sẽ sell hai cây chớp luôn cả nhà. Hôm nay em chơi lớn. Em có một lá 507, em chỉ hướng một lá đầu 750.000, rễ ra rất là ok rồi nè. Cái khúc này là em cắt ra về cả nhà ghim vô giùm em thôi là nó lên, moi lên tí xíu cho cả nhà nha. Đây, lá đầu rễ trắng tinh luôn cả nhà. 507 em chỉ hướng một lá đầu 750.000. Anh chị mình thích siêu tầm mã 507 thì mời cả nhà lên đơn. Cây này thì khuôn bông rất là đẹp và nở rất là chuẩn. Cây này nếu như mà cả nhà trồng không đạt á thì hoa nó chỉ bé một tí xíu thôi. Còn nói về cái sự biến thiên của khuôn hoặc là biến thiên của lưỡi là không có nha cả nhà. No nói về cái sự biến thiên và của khuôn và của lưỡi. Cây này là không đạt nữa, chỉ nhỏ tí xíu thôi. Cây này nở rất là đẹp. Ôi cha ơi, nó đang chuẩn bị đi hai hướng. Anh chị nào mà đủ điều kiện á, mình có thể lấy một chậu về mình sưu tầm cả nhà nha. Em bán một lá đầu là 1 triệu à. Á lộn, một lá đầu là 750.000. Còn anh chị nào lấy hết chậu thì mời cả nhà lên đơn nha. Inbox em sẽ báo giá nè, măng nè cả nhà. Ôi giờ mới để ý luôn chứ em để ý cây này cái khả năng sinh sản của nó ok la. Ô, chuẩn bị đi ba hướng luôn cả nhà ơi. Lá sau bật măng lên, xì măng lên luôn nè. Đó, vỏ lũ nó đen đen chứ nó đang chuẩn bị đâm cái mầm xanh xanh ra. Wow, thiệt. Trong các dòng màu cam, cái dòng 507 em kết nhất cây này. 507 có rất là nhiều sổ, rất là nhiều cây. Nhưng mà nói về VIP nhất cái dòng 507 thì anh chị chơi cây này cho em. Thật sự nó rất là đẹp và nó rất là được lòng người chơi. Cái này không phải mình gu em thẩm đâu cả nhà, gu các lão làng thẩm luôn. Và cây 507 này sổ rất là lâu rồi cả nhà. Hồi lúc trước săn cây này rất là khó luôn. Rồi, đây, hàng chớp. Em có một lá binh chớp. Em có một lá binh chớp như thế này nha cả nhà. Chiều cao của nó thì một gan của em 18, chiều cao của nó là 15. Và hiện tại cây này đang bật một lúc hai mầm, tương lai đi hai hướng. Nó đã có một ngắt cắt, nhưng mà đối với cây này một ngắt cắt thì không xi nhê. Bởi vì cái cây binh chớp này, một lá của nó sẽ có tầm 4 mắt. Thì ở đây em cắt hết một lá thì nó sẽ còn 3 mắt và nó đang bật mầm nè cả nhà thấy không? Bật mầm. Để em để từ từ cho nó zoom. Bên đây cũng bật mầm. Binh chớp em chia sẻ một lá này 1 triệu rưỡi em bao ship. Mời cả nhà lên đơn, báo giá cho cả nhà mình dễ chốt luôn á. Đây, em bán cái chậu này cho cả nhà. Hôm bữa trước á, em có lên một chậu này một lần rồi. Do anh kia chốt, ảnh hẹn một tuần chuyển khoản mà không chuyển khoản. Thì bây giờ em xin phép em lên lại để cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Hướng 2 lá 142 chớp. Nói về gam màu và cái độ chớp sâu thì dòng 142 không có cây nào qua cây này đâu cả nhà. Và nói về độ bền, cả nhà biết rồi đó. Dòng 142 em hay khoe với cả nhà trên cái kênh của em là em chỉ chọn chơi theo mặt bông thôi. Và đa số 142 thì hoa nó sẽ rất là to và rất là bền. Nói về cây chớp hoa to thì anh chị nên chơi cây này, cực kỳ đẹp và cực kỳ xiên bông nha cả nhà. 142 nó rất là xiên bông. Em có hướng hai lá như thế này, một lá hai lá. Lá sau là chỉ còn mắt gạo thôi cả nhà nha. Anh chị mình thích siêu tầm em mời cả nhà mình cùng lên đơn. 142 chớp này em bán hướng hai lá cho cả nhà, chỉ ngang tầm với một lá hát tung chớp. Thật sự chia sẻ với cả nhà là hôm nay em có chuyện vui cho nên em bán vậy đó cả nhà. Chứ thật sự cái này em bán rất là... Một cái chậu này thì tầm lúc trước là em sẽ bán tầm 5 triệu, 6 triệu. Nhưng mà hôm nay em bán với giá tầm bằng một lá hắc tùng chớp. Anh chị mình muốn biết cụ thể bao nhiêu inbox em sẽ báo giá. Ưu tiên anh chị nào hỏi trước, chốt trước nha. Còn nếu như mà không còn thì anh chị mình đừng buồn em. Em còn có một chậu rồi cả nhà. Thật sự còn có một chậu này để làm giống thôi. Bán được hay không bán được là đều rất là vui. Và cái cây này bán được hay không bán được thì em không tiếc cả nhà. Bởi vì đây là một cái cây chớp mà theo cái quan điểm, theo cá nhân nhận xét của em là em thấy là một cái cây phát triển rất là ok nhất và nhanh nhất luôn. Như những cái cây chớp khác á, thì cả nhà biết sao,
Dòng chớp là cái dòng đột biến rồi, biến thiên rồi, cả nhà biết rồi đó. Cứ nói chớp thì cái khả năng nó đẻ con nè, cái nhà khả năng nó phát triển nó sẽ chậm hơn so với những cây khác. Cái này là em bán rồi, em nói thiệt luôn. Chứ cả nhà đừng nghĩ ở mua một cái cây chớp nó sẽ về nó lớn nhanh, tùy cây thôi cả nhà nha. So với cái cây 142 chớp này với cái cây hắc tùng chớp thì em dám khẳng định với cả nhà, cái cây hắc tùng chớp sẽ chậm hơn cây 142 chớp này. Nhưng em vẫn bán hắc tùng chớp nha cả nhà, tùy gu thôi. Có những anh chị là thích chậm, nhưng mà anh chị mình thích đẹp. Có những còn cái cây này, riêng cái cây này thì vừa nhanh mà vừa đẹp. Và mỗi người sẽ có mỗi gu khác nhau thôi cả nhà. Mình thích cái nào mình chơi cái đó. Và em sẽ cố gắng cung cấp đầy đủ các dòng chớp cho cả nhà. Còn những cái cây mà mắc quá thì hiện tại nói thật với cả nhà là em chưa có. Có những cây vài chục triệu một lá thì thưa với cả nhà là em không có đâu cả nhà. Tầm vài triệu thì em có, chứ vài chục triệu thì thưa với cả nhà không có. Những cái cây đó thì nói chung là mình chưa có dám cả nhà. Chưa dám là vì sợ. Thì nói chung mà chục triệu một lá thì mình chỉ đưa một là mua được một lá thôi. Mà cái khả năng nó rủi ro cao á. Lá già đó cả nhà, chứ không được lá đẹp nữa. Cho nên là rất là sợ. Thôi mình ăn chắc mặt bền đi. Khi nào biết đâu mình may mắn được anh chị thương, cô chú thương, rồi anh chị mình sẽ chia lại với một cái giá mềm. Rồi lúc đó em sẽ nhân giống với cả nhà. Còn nếu như mà không được chia giá mềm, hoặc là mình chưa tiệp, thì biết đâu khi nào em có điều kiện em sẽ mua được một cái chậu to, rồi về em nhân giống ra. Tới lúc đó tới tay cả nhà thì giá nó cũng sẽ rất là mềm, và nó cũng vừa túi tiền của mình cả nhà ha. 142 chớp đẻ rất là nhanh. Anh chị mình có thể tham khảo trên Facebook, Zalo, YouTube gì đó, xem cái khả năng sinh sản của cái bạn 142 này như thế nào, rồi anh chị mình hãy mua cây của em nha. Nhưng mà em đảm với cả nhà rất là nhanh. Một cái lá nhỏ như thế này thôi mà em trồng vài tháng nó ra được một lá như thế này. Còn hắc tùng chớp và những cây khác, thật sự đảm bảo với cả nhà. Có những anh chị trồng một năm một lá là chuyện bình thường. Cho nên chơi len cách ra da là một cái sự mà tập cho mình cái tính kiên trì á. Nếu như mà anh chị nào nóng tính mà nôn á, là không có chơi cách ra da được đâu cả nhà. Bởi vì nó có nhiều yếu tố lắm, đâm ra là nó sẽ đẻ rất là chậm, hoặc là nó có cây nó sẽ đẻ rất là chậm, và có cây nó sẽ đẻ rất là nhanh luôn, tùy theo cây nha cả nhà. Chứ ví dụ như mà mình mua trúng một cái cây mà đẻ rất là chậm thì không phải tại chủ vườn đâu cả nhà, do cái giống, hoặc là do nhiều yếu tố lắm. Một là do cái giống, hai là do cây nó yếu, ba là do sao ABC đó cả nhà ha. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Thì em chỉ hỗ trợ cả nhà chơi được một phần này thôi, bằng cách là em sale, em giảm giá được chút nào thì em giảm giá. Mong là cả nhà sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cái kênh YouTube của em ấy. Luôn biết ơn và cảm ơn cả nhà đã luôn luôn theo dõi xuyên suốt cái kênh của em, và luôn đồng hành trong quá trình vui cũng có, buồn cũng có. Thì em là một cái người bán hàng, nói chung là em vui hoặc là có cái dịp nào đó, cái cách em tri ân tốt nhất đối với cả nhà là em sẽ sale giảm giá cho cả nhà chơi thôi. Còn không biết tri ân, trồng cây cho cả nhà em cũng trồng được nữa cả nhà. Còn ngoài ra còn cách là trồng cây cho cả nhà. Anh chị nào tin tưởng thì có thể chuyển khoản trồng cây. Còn nếu như mà anh chị nào muốn thử sức của mình thì anh chị mình có thể tự tay mình trồng những cái chậu lan. Nhưng mà thực tế em chia sẻ với cả nhà, không biết cả nhà sao, chứ đối với bản thân em là em thích tự trồng nè, tự ngắm nó ra rễ nè, tự ngắm nó ra bông. Cái đó là cái tính của em vậy đó, hay là do em biết trồng. Còn nếu như mà anh chị còn đang lăn tăn về sợ trồng cái ABC này kia thì anh chị cứ giao hết cho em cả nhà ha. Rồi bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.